tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, có nguy cơ bùng phát tại nhiều địa phương trong cả nước. Bên cạnh đó, hạn hán và xâm nhập mặn đã diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thực hiện lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ngày 18 tháng 3 năm 2020 về việc ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và hưởng ứng phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2020, cơ quan đại diện phía Nam tổ chức lễ phát động và tiếp nhận tiền hàng ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và hưởng ứng phòng chống dịch COVID-19, thời gian từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Từ tháng 12 năm 2019, tình hình xâm nhập mặn đã xuất hiện ở mức cao, đột biến ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giữa lúc này, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và đang tác động trực tiếp đến mặt nhiều mặt đời sống của nhân dân, kinh tế xã hội của đất nước. Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố đại dịch trên toàn cầu về dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát tại địa phương trong cả nước chúng ta. Trước tình hình hạn mặn xâm nhập xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, cứu trợ khẩn cấp người dân tại 12 xã thuộc 3 tỉnh Bến Tre, Bạc Liêu và Trà Vinh với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Tại buổi lễ này, thông qua lời kêu gọi của Trung ương Hội, cơ quan đại diện phía Nam đã tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp, gồm nhóm từ thiện do bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, vận động ủng hộ 800 bồn chứa nước loại 1.000 lít cho 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trị giá 1 tỷ 120 triệu đồng. Các doanh nghiệp khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 100 triệu đồng. Hội quán Tuệ Thành tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 100 triệu đồng. Sư cô Thích Nữ Giác Tánh ủng hộ 60 triệu đồng. Quỹ Sức Khỏe Là Số 1 ủng hộ 50 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Roto ủng hộ 6.000 khẩu trang diệt khuẩn trị giá 48 triệu đồng. Hội Sầu Riêng Việt Nam ủng hộ 30 triệu đồng. Công ty cổ phần sự kiện Cường An ủng hộ 2.500 khẩu trang vải trị giá 30 triệu đồng. Hiệp hội Nghiên cứu Tư vấn Chính sách Đầu tư ủng hộ 10 triệu đồng. Công ty cổ phần Doctor Care Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng. Tỉnh Bình Dương tặng 10.000 khẩu trang trị giá 72 triệu đồng. Trung tâm Y học Cổ truyền CCC tặng 500 chai nước Corbus trị giá 15 triệu đồng. Công ty Kềm Nghĩa tặng 1.000 bộ kìm trị giá 110 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quy Phúc ủng hộ 100 triệu đồng. Và cũng tại buổi lễ này, cơ quan vận động ủng hộ tại chỗ tùy lòng hảo tâm của mỗi cá nhân bỏ vào thùng từ thiện. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19 và giúp nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn xâm nhập. Điều ý nghĩa nhất của lễ phát động là thông qua chương trình này, mong muốn có thêm nhiều tổ chức xã hội, nhiều doanh nghiệp quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng chương trình.